Mì Riva hải sản chua cay với nấm bào ngư tươi giòn sần sật, ngon cực chất. Thưa quý vị, và ngay bây giờ quái vật sẽ xuất hiện trên sân khấu. G Ducky. Xin chào rap Việt. Cách đây vài hôm thôi thì 8 anh em bước vào vòng chung kết đã chuẩn bị những tác phẩm cuối cùng để dành cho mọi người. Và cái bầu không khí trong những ngày gần đây nó thật sự vô cùng căng thẳng. Nhưng chính nhờ những giây phút đấy thì thật sự trong tâm của mình cảm thấy những tháng vừa rồi, những hành trình của rap Việt trải qua trong suốt những thời gian khởi đầu cho đến tận bây giờ, trong năm nay và trong cuộc đời của mình, và mình tin với tất cả anh em của mình ở dưới kia là điều gì rất 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 tuyệt vời, rất rất ý nghĩa. So make some noise for yourself. Make some noise for yourself. You are amazing. Are you ready? Let's go. Sáng mở mắt nhìn lên trần nhà, một ngày đang chờ em, một ngày tràn đầy may mắn, hoặc nhiều chuyện để than thở thêm. Cần gì vội đeo kính, ngắm mẹ thiên nhiên bằng đôi mắt thường, và chỉ để trở về thực tại buồn chán, à chuẩn bị phải lao vào cơn tắc đường. Đến giờ đi học rồi, vội vàng khoác đồng phục lên người, ngồi lầm bầm một vài phép toán, chỉ để mình cảm thấy lười càng thêm lười. No, ông rể ơi, ơi là ông rể à, hay là hôm nay con quyết định là mình sẽ không rời nhà, nhưng mẹ con sẽ coi đó là không thiệt thà, và rồi vùi con vào trong một đống công việc nhà. Let's go, nên ta vẫn cứ rap khi lái xe, trong lớp học rap cho cô bạn gái nghe. Đôi khi ta cũng chỉ muốn được làm mình, nhưng mọi người vẫn phải công nhận biết rap cũng là một cái ghê. Rap for the homie, rap for the hater, rap for my honey and rap for my paper. Rapping to love and I'm rapping to fly, I'm rapping for you and I'm rapping tonight. Và lại vào mỗi sáng sớm, hôm nay em mới đi thì cần gì nhiều bling bling khi ta mang trên vai The Law of the Gravity. Anh em bắt chuyến bay đi xa, ôi thôi lòng người ta quên mất cây guitar. Ta ghé từ sau một gốc cây đi ra, làm gôn rồi phải thốt lên, đấy là shady à. But now, lo sợ bất mật, chung cái đang gần đến tình hình này gấp thật. Dòng neuron thần kinh chạy qua đầu tất bật, và ngày mà không ok được bằng vòng trước thì mất mặt. Nên là dù nhớ ngày mưa dầm mưa dề, Hà Nội lạnh toát hoặc âm thầm chưa hè, hôm nay ba mẹ tới để ân cần đưa về, nhưng con trai bảo chưa thành công con chưa về. Dù là buồn thân buồn nhưng cả đoàn gầy gò, vì bài nhạc chưa hay bao đêm tàng hoàng dày vò. Ngồi lại trong video anh em mấy điều cần làm, tin tưởng vào một tương lai tươi sáng mà còn thật nhiều vượt qua. So baby I will never, baby I will never, I will never stop. Cứ thế không ngừng đi đến tới chân trời, một ngày không xa ta tỏ ra ánh sáng. Sing it! That's right, that's right. Đi suy nghĩ bao năm đi. That's right, that's right. Bước đến bất cứ nơi nào mà ta muốn. That's right, that's right. Everybody now wanna feeling us. That's right, that's right. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những con người đã tạo nên chương trình này. Tất cả tình yêu của mọi người dành cho chúng tôi đã làm nên một chương trình vô cùng tuyệt vời. Và tôi muốn nói là đây là G Ducky và X Biscuits. Thank you. Cảm ơn các con nha. Mì Riva hải sản chua cay với nấm bào ngư tươi giòn sần sật, ngon cực chất. Yeah, let's give it up for G Ducky. Thú vị nha.
Đúng là không có cái gì để mình đoán được ở trên trong rap Việt á. Cái ông này á là càng ngày ông càng mặc đồ hầm hố lên, cứ làm âm nhạc đỉnh cao cho đêm chung kết, trở thành một chú vịt con đi lon ton trong hồ nước. Cho anh hỏi là cái điều gì cho Judaki một cái lựa chọn ngoạn mục như vậy? Em cũng phải chia sẻ là với một màn trình diễn tiền nhiều để làm gì ở vòng trước, với một cái vai trò là con quái vật trong lòng mọi người, thì em, anh Karik cũng như giám đốc âm nhạc đã nghĩ đến một ý tưởng là làm một bài nhạc rất chiến, rất gắt. Nhưng mà không hiểu vì một cái duyên nào đó mà em lại không handle bài nhạc đấy tốt lắm. Cũng với sự tư vấn của anh Karik và giám đốc âm nhạc chuyển sang đề tài này với bài nhạc này, thì em cảm thấy sự tự do hơn rất nhiều. Và em thỏa mãn được cái mong muốn của mình là kể về cái chặng đường rap Việt của em, kể về gia đình, kể về những người bạn của em ở dưới kia. Tôi thấy các bạn trong thế giới rap thì thật sự thú vị đấy ạ. Các bạn luôn luôn làm cho mọi người phải bất ngờ với những quyết định của mình vào phút cuối cùng. Và thật sự ra mà nói thì các bạn đã làm được điều đó. Bất cứ một tác phẩm nào các bạn cũng đặt hết tâm huyết mình, và nó mang được cái tính thời điểm rất là cao trong cái lúc các bạn quyết định cái điều đó được diễn ra vào phút 89 của một trận đấu tuyệt vời. Bin nghĩ thế nào về sự quyết định liều lĩnh này? Chúc mừng em với cái màn trình diễn vừa rồi. Chưa dám thất vọng với những cái màn trình diễn của em hết. Mặc dù lần này cái chủ đề nó rất là hồn nhiên, nó ngây thơ, nó vui tươi, nhưng mà ở trong lòng anh em vẫn là một con quái vật. Anh không có trông đợi một cái đoạn cao trào ở trong một cái bài hát dễ thương như vậy, nhưng em đã rất là khéo léo, em để nó vào những cái đoạn em tăng cái giọng của mình lên và tăng cái âm điệu của mình lên, nó rất là hợp lý và anh rất là thích. Cùng với những bé nhỏ ở trên, nó mang lại cho mình cái năng lượng nó rất là vui tươi. Cái đó là cái sự thành công của bài nhạc rồi, không phải lúc nào cũng phải đào to búa lớn. Chúc mừng em, good job. Su thế sao? Đầu tiên thì khi mà em bước ra đó, tôi nhìn thấy được hai điều. Điều thứ nhất là cái quần áo của em mặc nó giống như là cái vòng đầu tiên của em, nó chỉ có bling hơn một chút thôi. Điều này chứng tỏ một cái quãng đường em đi cùng với rap Việt, và hôm nay em quay lại như là cái sự hồn nhiên của cái vòng đầu tiên, và nhờ các bé đã giúp cho em giống như là một con vịt có cánh. Và cái thứ hai á, Su rất là tin tưởng vào cách nhìn của Karik, tại vì Karik rất là hiểu điều gì sẽ chạm tới trái tim của khán giả. Thật ra thì Su đã có nghe cái bài mà em nói là em không có feel lắm, Su thấy nó vẫn rất hay, nhưng mà thật sự là đúng là cái bài này là một cái sự lựa chọn đúng đắn của cả hai thầy trò, và Su rất là muốn chúc mừng em. Em cảm ơn chị Su đúng không? Em biết cái điều gì mà nó tỏa sáng nhất sân khấu ngày hôm nay của em không? Em muốn nghe chị nói ạ. Cái thần thái nhẹ nhàng của em khi cái cục stress đó nó đã được bỏ lại đằng sau, để em tới với chương trình một cách tốt đẹp nhất, toàn vẹn nhất. Cảm ơn chị ạ. Em cảm thấy là Judaki ở vòng này smooth, ngọt ngào hơn, biến chuyển hơn. Và anh thích cái khúc cuối khi mà em đẩy cái cảm xúc lên á, em xử lý cái chỗ đó rất là ngọt. Thực sự thì trong tâm anh là cho dù ai nói em quái vật, thì đối với anh là anh nghĩ em không phải là quái vật đâu. Em là Judaki, em là con vịt vàng. Em là một rapper mà anh rất là ngưỡng mộ về cái khả năng flow và từ ngữ của em. Hôm nay em trình diễn cái bài này á, em đem lại cho anh và mọi người ở đây một cái cảm giác hoàn toàn khác. Một cảm giác rất là thoải mái và nhẹ nhàng, nhất là các em bé nhỏ thiên thần cứ chip giống như là những con thiên nga con này đó, anh rất là thích nó. Em cảm ơn anh. Các bạn là Mike. Ông thầy, tại sao ông thầy lại đưa ra quyết định này ông thầy? Em có chia sẻ thì ban đầu em tính cho Vịt làm một cái beat nó căng hơn như thế. Nhưng mà khi em nghe cái vocal của Vịt ấy, ở trên cái beat đó thì nó không an toàn. Em phải chọn một cái size beat hoàn toàn khác. Hai vòng vừa rồi, bài chạy với lại bài tiền nhiều làm gì quá đủ khẳng định trong lòng mọi người Judaki là ai rồi. Em không cần khẳng định chuyện đó nữa. Yep. Dramatic. Đúng như anh Karik cũng chia sẻ đấy, cái việc mà mọi người tán tụng bạn bằng những mỹ từ như quái vật này nọ thì có thể nó đã vô tình chung đóng mác cho bạn là phải ngầu, phải dữ dằn, gai góc này nọ. Tuy nhiên đối với Dramatic thì mọi cảm xúc của con người nó đều cân bằng nhau khi mà đặt lên trên bàn cân, và mọi cảm xúc đấy nó đều xứng đáng để mình đưa ra, mình khai thác nó và mình sử dụng nó. Và ngày hôm nay tác phẩm của Judaki có thể nó không phải là một tác phẩm bùng nổ sân khấu, nhưng mà nó là một cái mảnh ghép rất là quan trọng đối với Judaki để mà bạn có thể chinh phục được chặng đường rap Việt này. Bởi vì mình biết Judaki sẽ luôn luôn muốn làm những cái điều mà từ trước đến giờ bạn chưa được làm để chinh phục nó, vì bạn biết bạn có khả năng. Và ngày hôm nay màn trình diễn của Judaki cũng như vậy, là một cái màu sắc rất là tươi sáng, rất là hồn nhiên, và nó cũng thể hiện được đúng cái tiếng lòng của Judaki. Nên chúc mừng em.
Em cảm ơn anh ạ. Chào sao Tim. Anh cũng đồng ý với Thiện. Anh nhìn thấy ở trong em ấy, khi mà em làm bất cứ một cái dòng nhạc nào, nó cũng đều ra được cái hồn của cái thể loại đấy. Cho nên là cái này em vẫn tròn vai và vẫn làm được một cái âm nhạc tích cực để đem đến cho rap Việt. Và rap Việt rất cần những cái người làm những cái thứ âm nhạc như này. Sau những cái cuộc chiến ấy thì bao giờ mình cũng tìm cho mình nơi bình yên nhất. Và em là một trong số ít những người truyền cái năng lượng tích cực đến cho rap Việt. Và thực sự là trước khi em dùng cái ca khúc này để tri ân cho những người biết đến rap Việt và ủng hộ rap Việt, thì anh xin thay mặt cho rap Việt gửi đến em một lời cảm ơn trước vì em đã dành ca khúc này dành cho buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn em. Trong các mối quan hệ trong cuộc sống luôn luôn nó có cái sự tương trợ lẫn nhau. Bạn cảm ơn rap Việt và khán giả mọi thứ đã cho những người thí sinh như bạn một sân chơi, một gia đình. Thì dĩ nhiên là mọi người cũng sẽ phải cảm ơn một G-Ducky đã có mặt trong cuộc thi. Tại vì phải có những thí sinh như em mới tạo nên một rap Việt như thế này. Thật sự như thế. Cảm ơn. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là lúc mà G-Ducky sẽ nói lên tiếng lòng của mình cũng như là kêu gọi bình chọn cho bản thân mình. Mời em. Xin chào rap Việt. Đây là G-Ducky, tôi tự hào vì được tham gia vào hành trình này, đi cùng những người anh em của tôi đến đây, gặp những người thầy, những vị ban giám khảo, những người dạy cho tôi rất nhiều. Vì thế, tôi cũng rất mong là các bạn sẽ ủng hộ tôi, bình chọn tôi với mã số 03. Cảm ơn tất cả mọi người. Quý vị và các bạn hãy soạn tin nhắn Rap Việt khoảng cách 03, khoảng cách số người bình chọn giống như bạn và gửi về 8569 để bình chọn cho G-Ducky. Thank you.